Xin chào các bác, chào mừng các bạn đến shop bồn câu Nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một lô cần nữa nhá. Lô cần ngày hôm nay thì có vài cần sút này. Hôm nay về cho các bác được một chiếc cần, một hai chiếc cần dòng lăng C lóng ngắn, bản hiếm nhá, cực kỳ đẹp. Đấy, 3,5 miếng. Thì các bác xem clip của em ngày hôm nay mà ưng người nào thì báo cho em nhá. Số điện thoại chốt hàng của em là 0326267369. Em để góc màn hình nhá, cứ ưng là bác báo cho em. Ok, đầu tiên sẽ vào mã số 1 các nhá. Số 1 sẽ làm chiếc cần lục bản hiếm, bản này các bác săn sưu tầm cực kỳ nhiều nhá, mà gần như là không có đâu, mà giá nó khá là cao. Một chiếc cần của LFT nhá, bản Ola Plus, vân sẽ là vân Caro. Đấy, vân cực kỳ đẹp nhá. Đấy, bên trong này sẽ là vân Caro nữa nhá, và cái phần gân của nó cũng sẽ khá là sần luôn nhá. Đấy, có một lớp hai da sần bên ngoài nữa, nhìn cực kỳ chất luôn nhá. Lóng thứ ba cũng hai da này, lóng thứ bốn này cũng là hai da nhé. Con này thì sẽ có ở định vị khuyên, ôi vân hai da lên tận trên ngọn nhá. Nhưng chiếc cần này thì đẹp hoàn hảo rồi, nhưng mà có một chút lỗi nhỏ. Thì hôm trước con này là có khách mua rồi đó nhá, giá 5,9 triệu này có khách chốt rồi, nhưng mà nó lại bị một cái lỗi nhỏ, sinh nhật là khách bảo không đổi thay nên là không lấy nữa. Đây có nhá, nó bị lứt lứt khuyên, lứt một cái đề ba, thế mới tiếc chứ. Tại vì lúc em lấy không để ý được cái nhỏ nhỏ này, nó chụp ảnh như thế này thì không mà không còn nhìn được các nhá. Đấy, thì con này đang bị lỗi đề ba nhá, hôm nay sẽ giảm giá cho bác. Đấy, một chiếc cần Olap Plus 4,2 m, cứng 33, cứng tương đương với BX. Cần này thì cực kỳ ngon nhá, mà cũng không có, hiếm lắm. Cân nặng này 430 g. Gọi đúng 3 ly tròn nhá. Con này thì cái khuyên này thì công sửa linh tinh bớt cho bác còn 5,2 triệu. Đây, mã số 1. Mã số 2 thì làm chiếc cần mắm tôm nhá. Ở đây làm chiếc cần mắm tôm của dòng sút Nidder sản xuất tại Nhật. Đấy, nhiều các bác đang săn loại này khá nhiều nhá. Dài là 4,50 m, cứng là cứng DX nhá. Vân con này sẽ là vân hai da toàn thân. Bản vân này của Shimano thì vân nó sẽ là vân chìm bên trong, sinh ra là không có nhìn thấy nhá, trừ khi để dọc là các bác mới thấy cái vân này ra nó lộ lên này. Đấy, nó sần sần lên này, còn bình thường để ngang này là không, hơi khó nhìn, hoặc là phải sờ tay vào cơ. Đấy, con này phôi bên trong còn rất đẹp quá nhá. Đấy, vân hai da, con này là vân hai da toàn thân nhá, lên tận trên ngọn luôn, định vị lóng ngọn và định vị khuyên ngọn nhá. Khuyên là khuyên Fuji, nó xứ xích zin hết. Đấy, một chiếc cần sút Nidder 4,50 m, cứng 27, cứng DX, cân nặng coi này 408 g. Ngọn con này là 2,6 ly các nhá. Con này các bác là 2,600 triệu. Ok chưa? Giá im nhá. Mắm tôm và số 2. Xong rồi, số 3 sẽ là một chiếc cần ISO thuộc dòng VIP nữa nhá, một chiếc cần ISO khoanh lớn. ISO khoanh lớn bây giờ thì đang được chuộng rất là nhiều, câu gần như các thể loại, ngâm ISO, lục đầu cần đều chơi được nhá. Con này sẽ có chiều dài là 5,4 m/5. Ngoại hình cần thì gần như là mới tinh đó nhá, cực kỳ mới luôn. Đấy, con này thì giá cũng sẽ hợp lý cho bác chơi thôi, mà ngoại hình được cái là mới thì các bác sưu tầm. Đấy, không lỗi làm gì, quá đẹp. Một chiếc cần 5,4 m, là số 5, cân nặng cho bác này 460 g. Gọi 1,92 ly thôi nhé. Con này thì có giá là 2,400 k. Chung tiền nào của đấy nhé, hàng đẹp. Cái số 4 này, cái số 4 này sẽ làm chiếc cần sút khuyên trắng, cũng là sút Nidder nhá, nhưng cái bản này thì cần nó sẽ khá là nhẹ, bản đời mới hơn con mắm tôm. Vân hai da thì như nhau, chỉ khác nhau lớp sơn thôi, nhưng mà công nghệ con này nó sẽ là mới hơn, sinh ra là bát nó cũng mới hơn một chút, và khuyên nó cũng là khuyên trắng đời mới hơn một chút nhá. Ngoại hình con này thì đẹp 99%, cực kỳ đẹp cho bác nào đánh đầu cần. Đấy, bản khuyên trắng này thì đang là bản sút Nidder giá ổn định và có thể đang được là ngon nhất trong hiện tại thì được. Đấy, dòng tầm trung. Đấy, thì các bác
ưng này báo cho em nhá, 4m05 cứng EX, cân nặng là 340 g, quá nhẹ, ngọn 2.48 ly, con này lấy bác là 2.900.000 nhá, ngoại hình cực kỳ đẹp. Đây, còn cũ hơn thì thường thường thì giá nó sẽ mềm hơn. Sang cái số 5 này, cái số 5 này thì em cũng đăng rồi, hôm nay lại đăng lại cho bác nhá, giải cho bác một chút. Ở đây sẽ làm chiếc cần của hãng Ruby, bản này cũng là bản sưu tầm nhá, vân hai da là vân hai da bản cực kỳ đẹp, vân hai da hai lớp nhá, hai da vòng cộng với thể caro bên trong. Con này có chiều dài là 4m, độ cứng ở đây là cứng 25, bát là bát stainless thép chống rỉ, khoen là khoen Fuji nó xứ xích. Đấy, vân bên trong con này, vân bên trong quá đẹp nhá. Ấy, vân con này thì không chê rồi, bên trong còn rất là mới coi nhá. Ngọn sẽ là carbon xoắn vòng. Ấy, cân nặng và giá nhá bác này. Bản này thì bây giờ là bản gần như tuyệt chủng rồi, nặng là 348 g, ngọn 2.4 ly coi nhá, 1.800.000. Ấy, mã số 5. Mã số 6. Số 6 sẽ làm chiếc cần của Daiwa, bản extra sút các nhá. Con này là một chiếc cần dài 4m05, cứng 30, mới gần như là 100%. Chỉ không có bao thôi nhá, cần này chưa sử dụng. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji đời mới lõi xứ xích các nhá. Ấy, khoen này là khoen đời mới hiện tại bây giờ. Đấy, nổ đẹp, khuyên đẹp, con này gọi là khuyên ca, có định vị khuyên cho bác nhá. Ấy, một chiếc cần đời mới, dài 4m05, cứng 30 của Extra Sút nhá, giá mới là 4.500.000 một cây, nặng là 417 g, ngọn 2.76 ly. Con này hôm nay các bác giá lại mềm luôn này, 2.500.000 nhá. Mã số 6. Mã số 7, đây các bác nào mà không thích trailer thì bác đánh con Nhật, đây có một cần Nhật đấy nhá. Con này sẽ làm chiếc cần sút cát, dài 4m50, cứng EX. Con này thì được trang bị là vân hai da cũng toàn thân nhá, bản sút cát này là được trang bị vân hai da rồi. Con này phôi bên trong thì hơi có xước quá nhá, các bác nhìn thấy cái vết người ta câu nhiều, nó có hơi vết cái lớp hai da có sơn đấy, nó kéo hơi xước nhẹ. Dòng này thì cực kỳ bền rồi, nửa đồng cối đá, câu rất nhiều, chỉ mòn sơn thôi nhá, còn không ảnh hưởng gì. Con này được trang bị bát là bát Fuji khuyên trắng nhá, là khuyên zin, có định vị khuyên cho bác này. Đấy, định vị khuyên, định vị nóng. Vân con này sẽ là vân hai da toàn thân. Đó, cái bản này được trang bị vân hai da toàn thân rồi. 4m50 cứng EX. Con này bình thường thì nó khoảng tầm 2.2 triệu đến 2.3 triệu một cây. Nhưng con này nó đang bị mất một tí cao su đít này các nhá. Đấy, nó có cái cao su ở đây nhưng mà không có thì cũng không sao, nhìn hơi xấu tí thôi. Lắp đi còn rất đẹp. Đấy, 4m50 cứng EX, cân nặng cho bác này. 370 g. Gọn 2.39 đi, lấy các bác là 1.900.000 con này không nhá. Đấy, đẹp long lanh thì nó khoảng tầm 2.2 triệu đến 2.3 triệu. Số 8 này, số 8 sẽ làm chiếc cần mini, đây là một chiếc cần mini của Hàn Quốc sản xuất nhá, dài 2m4, được trang bị chất liệu là carbon, phôi bên trong sẽ là màu xanh, được trang bị khoen nó khoen Fuji các nhá. Đấy, bát con này thì là bát của hãng, khoen Fuji. Loại sứ là loại sứ màu tím nhá. Con này để cho bác câu nua, câu ngâm. Mã số 8, cân nặng này 130 g, 1.87 ly, 400 ngàn. Mã số 8. Dòng mini bây giờ ít ít có. Mã 9 này, đây mã 9 này là làm chiếc cần thuộc dòng hiếm nữa nhá. Ở đây làm chiếc cần xem nào. Wow, dòng này thì phôi cực kỳ dày các nhá, coi nhìn dần phôi này. Dòng này là dòng cứng, để cho bác đánh lăng xê hoặc là câu biển đều được nhá. Đấy, vẫn nó còn cả cái dây bảo hiểm này để cho bác móc vào đây, rơi cần thì còn cái lôi lại nhá. Con này sẽ làm chiều dài là 3m rưỡi, ở đây nó ghi sẽ là cứng 2, nhưng mà con này thì nó là dòng câu biển, sinh nhân là cái dàn khuyên nó là khuyên hai chân nhá. Và độ cứng nó để em kéo ra để em test, để em áng cho bác, để bác lắm được luôn nhá. Con này sẽ được trang bị là vân hai da. Đấy, như này. Cực kỳ đẹp luôn các nhá. Phôi bên trong cực kỳ sáng. Con này thì lâu lắm rồi không 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 kiếm được. Khoảng một năm nay không bán chiếc cần như này.
Cần này nó cứng tương đương cần 25 của lục cậu nhé. Nó sẽ cứng khoảng tầm 80 của cần lăng C để cho bác chơi. Đấy, một chiếc cần hàng siêu đẹp nhá. Dàn khuyên con này thì đẹp không lỗi một tí nào luôn. Khuyên long lanh nhá. Không sứt không mẻ một tí nào. Nguyên bản hết. Vân hai da thì cực kỳ đẹp cho bác được. Chất liệu carbon 2PX của Shimano. Shimano trong tất cả các dòng Shimano thì cái vân kiểu dòng 2PX này em thích nhất nhá. Còn mỗi người thích một kiểu. À còn một bản Tickle Berry nữa. À, tích tích gì Today ấy, quên mất thì đẹp. Ok nhá, con này là 3 mét rưỡi cứng 2 này. Cân nặng là 460 gram. 2.7 ly nhá, con này có giá là 1.800.000 nhá. Đấy, bản này thì hàng sưu tầm hiếm rồi. Sang mã số 10. Số 10 sẽ làm chiếc cần 4m2, cứng 3, con này còn cứng hơn cả con kia một chút nữa nhá. Để em test luôn. Ở đây sẽ làm chiếc cần của LFT, cũng là bản như y chang cái bản kia nhá, để cho bác câu lăng xê cũng được câu bạo lực ở biển hoặc là câu biển nhá. 4m2 cứng 3. Con kia cứng 2. Con này cứng 3. Con LFT này sẽ là phôi nó sẽ là màu xám xám bạc nhá, không có vân hay da. Ừ, độ cứng con 3 này thì tương đương con 2 thôi nhá. Vì con này nó dài hơn các bạn. Con này nó là 4m2, sinh ra là cái độ cứng nó cứng hơn. Nhưng mà để mà cảm những độ dẻo của cần ấy thì hai cái cần này tương đương nhau, cần kia nó ngắn nên cảm giác sẽ lấy hơn nhá. Con này trong bụng thì có một xước, chút một xước thôi nhá, một chút xước này. Còn lóng 2, lóng 3 rồi đi thì không xước tí nào. Đấy, một chiếc cần câu biển nhá. Dàn khuyên này, khuyên con này thì không đứt gì các nhá. Khuyên con này còn đẹp. Có lõi dạ quang ở đây. Không xước một tí nào. Cân nặng cho bác này. Con này nặng là 550 gram. Ngọn là 2.7 ly. Con này thì đây các bác là 1.100.000 nhá. Con này thì rẻ hơn con kia, con kia vân hay da, con này thì không có vân. Đấy. Rồi sang chiếc cần số 11. 11 sẽ làm chiếc cần sản xuất tại Nhật nhá. Con này hãng gì đây? Một chiếc cần hãng Daiwa, chất liệu carbon là carbon gold. Dài 24, cứng 30, một chiếc cần dòng lăng xê ngắn. Khuyên bát Fuji, ngọn là ngọn màu đỏ. Ôi cứng lắm ạ, nó ngắn thì nó khá là cứng. Con này cứng 30 của lăng xê nhá. Nó ngắn thì nó khá cứng. Để cho bác câu ngâm. Lăng xê đều được. Quen bát Fuji nhá, không lỗi lầm gì, không nứt không nước gì có nhá. Một chiếc cần kiểu bản cổ khá đẹp. Cân nặng này 240 gram, 1.62 ly. Con này các bác là 650k nhá, mã số 11. Mã 12. Đấy các bác này. Ở cái lô này em lấy được 1 2 3 4 cây này là một lô nhá. Thôi tiệm đăng luôn, cây này sẽ là cây FIP thôi, dài 3 mét. Khoen là khoen Fuji, bát thì đâu, bát là bát Fuji, còn dàn khoen là khoen cổ nhá, khoen lại là khoen Fuji, nó khoen lâu. Ui. Độ cứng hiện tại của chiếc cần này nó cứng tương đương khoảng tầm 50 cần lăng xê so với carbon nhá, cực kỳ cứng luôn, dài 3 mét. Con này chất liệu sẽ là sợi thủy tinh các nhá. Chất liệu là sợi thủy tinh chứ không phíp. Sợi tinh thì cần cực kỳ khỏe và cứng. Con này thì 3, nếu bác là 300k nhá, 3 mét cứng 50. Để cho bác lăng xê nặng là 330k, 2.22 ly. Cực kỳ cứng các nhá. Mã số 12. 13 này. 13 sẽ làm chiếc cần ISO nữa của Daiwa. Dài 5m4 lượt số 3. Một chiếc cần Daiwa dòng carbon wicker nhá. Phôi con này còn rất là đẹp này. Đấy, được trang bị đèn khoen là khoen Fuji nữa, xúc xích nhá. Khoen đây là khoen đẹp không lỗi làm gì. Đấy, con này là con đọt 3, con này là con đọt 5 nhá. Con này thì mới hơn, con này thì cũ hơn một xíu, còn hai con là đời như nhau. Đấy, thì các bác ưng thì báo cho em nhá, mã 13 này, cân nặng này.
330 g, à, 363 g nhỉ, 1.47 ly, đây các bác là 1.600.000 nhé. Đấy, một chiếc cần 5m3 đợt 3 sang cây thứ 14 này. 14 sẽ làm chiếc cần của LFT nhé. Ở đây sẽ làm chiếc cần LFT bản Hyperloop, con này được sản xuất tại Singapore nhé. Dài là 5m3 đợt số 4, bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Phôi con này sẽ là màu xanh dương. Đấy, cực kỳ đẹp. 54 đợt 4, phôi con này thì không chê được nhé, quá đẹp không? Đấy, quá đẹp. Cân nặng là 310 g, gọi là 1.55 ly. Con này hôm nay giảm giá đấy các bác là 1.3 triệu này, giá quá êm rồi nhá. Mã số 14, mã 15 này. 15 sẽ làm chiếc cần keo láp nhá, một chiếc cần của Daiwa bản Vân Hai Gia keo láp đỏ. Đấy, con này thì bán cho bác bộ phôi đấy nhá, dàn khuyên thì bị tụt bu, sinh nhiên là mất khuyên nhé, mất khuyên chạy, mất đầu bu. Đấy, vân sẽ là vân hai da. Keo láp này thì đang được anh em săn khá là nhiều. Bản này thì cái vân trắng trắng này, con này, cái sợi trắng trắng này này, nó làm cái chất liệu để ta làm áo chống đạn nhé, sinh nhiên là đang rất là hot, mà bản này đang sắp tuyệt chủng rồi. Đấy, vân hai da, những chiếc cần tay cơ bản như thế này mà nó cần tay không không hạ ấy, rồi đang có giá 45 triệu một cây vì nó không còn nữa rồi. Con này thì chiều dài sẽ là 5m3 đọt 2 nhé. Ở con này ngoại hình thì cái vân hơi xước một chút xíu, đây thỉnh thoảng có vết xước này không nhé. Đấy, nên bán bác giá hợp lý này, nặng là 230 g. Đầu keo lát thì cực kỳ khỏe nhé, gọn 1.5 ly và giá là 1.400.000, mã 15. 16 sẽ làm chiếc cần cắm gốc, một chiếc cần lua để cho bác cắm dốc nhá. Con này lua được, dích được. Thường thường dòng này đánh dích nhiều hơn vì dòng này nó không có dài. Con này dài 1m8 nhá. Ở đây nó ghi tải được mồi dích là 140 g và tải được 4 chấm PE nhá. Một chiếc cần của hãng IFM, một chiếc cần sản xuất tại Nhật nhá. Được trang bị bát là bát Fuji Gold, khoen là khoen Fuji, thép chống dỉ, nội xứ xích. Đấy, khuyên đề 3 cho khuyên 30. Phôi cực kỳ đẹp quá nhá. Khuyên cũng rất là đẹp luôn. Mã số 16 cân nặng này. 200 g. Gọn là 3.13 ly. Lấy bác là 1.300.000 nhá. Cái bản này các bác đi câu những con cá to hay câu dòng này này. Hoặc là những clip ở trên mạng Tây hay câu là hay câu dòng này để bắt những con cá tầm tạ. Gì đấy hay câu dòng này. Mã 17 các bác này. 17 sẽ làm chiếc cần của Hostas. Không tìm thấy make in. Đây là chiếc cần kiểu dạng nội địa Nhật. Được trang bị dàn khoen là khoen Fuji nội xứ xích các nhá. Khuyên thì 340. Em đang tìm thông số của nó nữa. Đây rồi, thông số con này sẽ là dài 2m7 các nhá. Con này sẽ làm chiếc cần để cho bác lua. Dích cũng được, nhưng thường thường dòng lại dài rồi lại không dích mấy. Dích thì lại ngắn nhiều. Con này để bác lua gành nhá. Độ lực công ngâm lăng xê đều được. Dài là 2m1, tải PE được 3 chấm nhá. Con này tải mồi là trong đây ghi GOZ là gần 70 g. Đấy. Khoen là khoen chân chữ K, loại xúc xích đề 3 là 40. Đấy, quá đẹp nhá. Một chiếc cần lua cho bác lua gành. Câu lăng xê đều được. Gọn là 2.58 ly. Cân nặng là 254 g. Và một giá là 1.400.000. Một chiếc cần nội địa nhá. Rồi sang chiếc cần cuối cùng của ngày hôm nay là mã thứ 18. 18 sẽ làm chiếc cần cắm gốc các nhá. Con này sẽ làm chiếc cần dích cắm gốc. Bát sẽ là bát Fuji. Ở phần cổ chân này có quấn dợ và vào thu nhiệt cực kỳ đẹp nhá, không biết là zin hay là người ta làm. Con này zin các nhá. Đấy, tay cầm ở đây. Cực kỳ đẹp. Khoen là khoen chân chữ K loại xứ xích. Khoen đề 3 sẽ là khoen 30. Ở dài sẽ là 53 15 43 12. 1m62 các nhá, một khúc.
tải một dích được 120 g, PE là tải 3 chấm PE ấy, để cho bác chơi nhá. Một chiếc cần dích một khúc, con này thì khá là gọn, không cần rút ra cho vào, cái thế này chơi thôi, cực kỳ khỏe các bác nhá. Rồi cân nặng và giá các bác này, cân nặng là 280 g, gọi là 3.14 ly, con này có giá là 1.100.000. Đấy, mình dần khuyên này các bác, nhiều khi mua lẻ đã đủ 1.1 triệu rồi. Ok, hôm nay thì lên cho các tổng cộng là 18 chiếc cần. Đấy, thì bác xem ưng như nào thì báo cho em nhé. Hẹn các bác clip tiếp theo. Đợt này sắp hàng về một số lượng lớn luôn nhé. Bye bye.